phương xa theo ông theo những ngày dài, vì người yêu đã nói dung nhan tuyệt vời như thế gian. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tình nuôi trái tim vỡ tan. Hẹn nhau nơi vui cuộc đời sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tình nuôi như thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu anh vẫn khi ta có nhau, những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là ta tôi sẵn dài theo ngày tháng. Dừng ra trên cánh lụa hồng anh nước mắt em ngóng trông, phong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là ta tôi sẵn dài theo mối tình nàng không cho mình. Khi em như hoa nhạt màu anh quên khi ta có nhau, những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tôi sẵn dài theo ngày tháng. Dừng ra trên cánh lụa hồng hãy nâng mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để tôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tôi sẵn dài theo mối tình nàng không cho cảm ơn người anh em trong hội Thanh Long Bình Thuận rất là nhiều. Anh cũng đã cố gắng sắp xếp thời gian vượt một quãng đường rất là xa để về hòa chung với niềm vui của hai họ. Thay lời chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc, chú đại Hoàng Phúc và cô dâu Thủy Vy trong hội trường gửi ngày hôm nay. Bây giờ sẽ giao lưu chương trình, những người thực hiện chương trình mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với tiếng hát của anh Tùng là bác của cô dâu.